Tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp và làm việc với Chủ tịch Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc Kotra. Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau những kết quả đã đạt được về quan hệ thương mại giữa hai nước. Cụ thể, 9 tháng năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam Hàn Quốc đã đạt gần 51 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2018. Hai nước đang phấn đấu đạt kim ngạch 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 để đạt được mục tiêu đề ra trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công Thương và Quốc tra, cụ thể là với Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương. Hai bên nhất trí xem xét bố trí nguồn ngân sách của Quốc tra, hỗ trợ các khóa đào tạo liên quan tới xúc tiến thương mại giai đoạn 2020-2025. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về xuất xứ hàng hóa trong VKFTA, AKFTA, phổ biến các quy định pháp luật của hai nước liên quan tới tiêu chuẩn xuất nhập khẩu, tận dụng ưu đãi của các hiệp định thương mại song phương, Bộ Công thương cũng đề nghị tra giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, năng lượng, hệ thống điện, vân vân. Dự kiến cục xúc tiến thương mại, Bộ Công thương và tra sẽ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến thương mại nhân dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN Hàn Quốc tại thành phố Busan, Hàn Quốc vào cuối tháng 11 năm 2019.